Video phân tích của chúng tôi sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một cái quạt tròn màu xanh như thế này của chúng tôi. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có một cây súng bắn keo, một cây bút chì, một cây kéo, những cái cây bút màu nước nhiều màu như thế này. Một cây thước kẻ. Và ở đây mình có chuẩn bị 3 tờ giấy màu. Mình có màu đỏ và 2 tờ giấy màu xanh dương nha. Bây giờ mình sẽ đi gập cái tờ giấy màu xanh dương này. Đầu tiên mình sẽ gấp nếp nha. Các bạn sẽ gấp như này cho mình. Lật lại và gấp tiếp một lần nữa. Gấp hết cái phần giấy này nhé. Đó. Mình sẽ miết thật mạnh tại vì cái này nó là giấy bìa cứng ấy. Nên là khi gấp thì các bạn phải miết nó thật mạnh thì nó mới dẹp được xuống như thế này nha. Mình còn một xíu nữa nha. Sẽ cắt bỏ phần giấy còn thừa ra. Sau đó mình sẽ gập đôi này lại. Cố định bằng keo lên. Trong lúc đợi cho keo thì nó nóng lên thì mình sẽ gập nút cái này nữa. Mình cũng sẽ gập tương tự như cái ban đầu nha. Thank you.
Mình có một đoạn nữa nha. Đó, và mình cũng sẽ cắt bỏ cái phần giấy con thừa. Mình sẽ gấp đôi cái phần giấy này lại nha. Sau đó mình sẽ cố định bằng keo nhé. Sẽ dán tương tự đối với cái bên này nữa nha.